Namaste, xin chào các bạn. Hôm nay Sally sẽ hướng dẫn cho các bạn bài chào mặt trời Ashtanga, hay còn gọi là bài chào mặt trời B. Chúng ta bắt đầu nào. Mời các bạn chúng ta đứng về đầu thảm. Khoảng cách cách đầu thảm khoảng một bàn chân. Hai chân của chúng ta tách rộng bằng với hông. Cơ thể của chúng ta đứng trên một đường thẳng. Về tư thế trái núi, cuộn nhẹ hai cái vai của chúng ta ra phía sau, thả mềm vai của chúng ta lại. Người chúng ta trên một trục thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Rút nhẹ cơ bụng lại, hít thở hai tay chúng ta chắp trước ngực. Hít vào chúng ta lên tư thế cái ghế. Thở, đứng gập dài người về phía trước, về tư thế con cò đứng gập người. Hít vào ngẩng mặt, rướn cơ càm lên về tư thế cò ngẩng mặt. Thở, gập người về phía trước, trùng đầu gối, nhảy bật ra phía sau về tư thế cây thước thẳng. Siết cơ bụng, đẩy vai lên. Thở, hạ trang tù. Hít lướt lên, chỏ ngẩng mặt. Thả lỏng cổ. Thở về chữ V ngược, tư thế đau đớn. Phải hít bước chân phải của chúng ta lên giữa hai tay. Chân trái phía sau hạ gót chân 45 độ, về tư thế chiến binh 1, vươn hai cánh tay lên cao. Đầu gối chân phía trước là một góc vuông. Xoay nhẹ khớp hông hướng vào bên trong. Thở, hạ tay xuống, bước lùi chân phải ra phía sau về lại cây thước thẳng. Thở, hạ trang tụ. Hít lướt lên, chỏ ngẩng mặt. Thở, về chữ V ngược. Kéo đỉnh mông hướng lên cao. Không nhắn cái vùng vai của mình nha, thả lỏng vai. Chân trái hít bước chân trái lên giữa hai tay. Hạ bàn chân phải phía sau một góc 45 độ. Vươn hai tay lên cao, chiến binh 1. Giữ người của chúng ta hướng tay thẳng lên trần nhà. Thở, hạ tay xuống, lùi chân bên trái ra sau, cây thước thẳng. Thở, hạ trang tù. Hít lướt lên, chỏ ngẩng mặt. Thả lỏng vai, thả lỏng cổ, đẩy vai của chúng ta lên. Thở về, chữ V ngược, hay còn gọi là chỏ úp mặt, duỗi mình. Kéo dài cột sống của chúng ta ra. Trùng gối, nhảy bật chân lên giữa hai tay. Đứng, ngẩng mặt, rướng càm về tư thế cò ngẩng mặt. Thở, gập dài người về phía trước, về tư thế con cò. Hít lên tư thế cái ghế. Thở, hai tay chắp trước ngực, về lại tư thế ban đầu trái núi. Sally vừa hướng dẫn cho các bạn xong bài chào mặt trời B Ashtanga. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và vui vẻ. Namaste.